Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái món trứng. Mà trứng hôm nay là mình đúc với lại tôm tươi á các bạn. Đây, ở trên tay mình cái chỗ này á, nó là khoảng cỡ 100g tôm mà mình đã lột vỏ rồi á các bạn. Thì khi mà mình lột vỏ xong rồi á các bạn, mình sẽ dùng một cái dao á, cái dao nhỏ mình cắt ở trên cái phần lưng của nó này các bạn. Và mình lấy cái đường trên lưng ra ha. Vì con tôm này là nó ăn ít này, cho nên là nó có ít này các bạn. Để mình làm thêm con nữa nha. Con này như mình lại không thấy có. À đây có này. Vậy là mình sẽ lấy cho nó hết những cái đường chỉ đen ở trên cái lưng của nó ra. Xong rồi mình mang đi băm ha các bạn nha. Thì cái nguyên liệu mà để mình làm cái món mà trứng đúc với lại tôm tươi á, thì gồm có bên này là 4 quả trứng vịt này. Và đây là 100g tôm tươi mà mình đã lột vỏ. Rồi một lát nữa mình sẽ lấy cái đường chỉ đen ở trên lưng rồi mình mang đi băm nhỏ nha. Rồi ở bên này á, là hành lá mình cắt nhỏ này. Rồi cái gia vị để mình nêm vô là có bột nêm này và tiêu này. Rồi bây giờ là mình cứ tiếp tục mình cắt cái đường chỉ đen ở trên lưng để mình lấy đi đã nha. Sau khi mà mình đã băm tôm ra rồi nè các bạn, thì bây giờ là mình ướp vô ha. Mình sẽ ướp vô đây khoảng 2 muỗng bột nêm này và khoảng nửa muỗng tiêu nha. Và mình sẽ cho hết tất cả các hành lá này vô để mình đảo cho đều nha. Tại vì mình làm cái này mình cho nhiều cái hành lá thì cái màu nó đẹp đó các bạn. Mình đảo đều hết lên nha. Vì mình đúc 4 quả trứng này là mình sẽ chia ra để mình đúc làm 2 lần đó các bạn. Cho nên khi mà mình đã đảo đều tôm với những cái gia vị rồi thì mình sẽ chia ra làm 2 các bạn ha. Mình để cái phần này để lát nữa mình đúc lần thứ 2 này. Còn bây giờ là đầu tiên là mình lấy một nửa thôi. Rồi mình lấy 2 quả trứng mình đập vô nha. Trứng tốt lắm các bạn. Rồi và mình sẽ đánh đều cái 2 quả trứng này cho nó trộn với lại tôm cho đều ha. Trứng mình đã đảo đều rồi nè các bạn. Rồi mình bật bếp lên nè. Mình cho cái chảo lên và mình cho nhiều dầu ăn xíu ha. Khi mà dầu nó sôi sôi rồi nè các bạn, mình đổ trứng vô để mình đúc ha. Mình sẽ dàn đều đều cho cái tôm á nó đều đều ra ha. Mình dàn cho đều đều ra, mình đúc nhỏ nhỏ lửa thôi các bạn để nó không bị cháy á. Khi mình đã chiên mà mình thử mình thấy cái mặt ở phía dưới nó đã vàng vàng rồi nè các bạn. Mình lấy cái sạn nha, chuẩn bị để mình lật qua mặt bên này nè các bạn. Đó. Như vậy là mình sẽ chiên thêm cái mặt kia để cho nó cũng chín vàng như mặt bên này nha các bạn ha. Khi mình chở mình nhìn mình thấy cái mặt này nó đã chín vàng rồi nè các bạn. Thì mình tắt bếp ha. Rồi mình cũng dùng cái sạn này nè các bạn để mình múc. Để mình xúc cho nó ra ngoài cái dĩa ha. Mình nhấc nhấc lên cho nó ráo ráo xíu ha. Rồi mình cho nó vô dĩa này các bạn. Rồi. Như vậy là còn cái chỗ dầu nó còn ở trong chảo này, mình sẽ múc cho nó hết những cái chỗ này đi nha. Thôi một lát nữa nó sẽ bị cháy các bạn. À, còn cái chỗ dầu này thì giờ mình lại bật bếp lại này. Và mình chuẩn bị để mình đúc 2 quả trứng sau nè các bạn ha. Mình cũng đợi cho nóng lên rồi mình cũng đúc giống như cái lần đầu các bạn nha.
sau khi mà mình đã chiên chiên hai lần rồi này các bạn, là mình được một cái dĩa trứng chiên với lại tôm tươi rất là ngon này các bạn. Và cái món này của mình á, là mình sẽ ăn kèm với lại một chén xì dầu mà mình cắt ớt vô cho nó cay cay ha các bạn ha. Như vậy là với khoảng 100g tôm tươi mà đã lột vỏ rồi, rồi cộng với 4 quả trứng vịt là mình đã có được một đĩa trứng chiên với lại tôm tươi. Cái này là mình cũng có thể mình ăn với cơm và cũng có thể mình ăn với lại bánh bánh mì các bạn, rất là ngon nha. Mến chào các bạn nha.